Dù tin EU chuẩn bị kế hoạch B cho Ukraine, Kiev có thể sẽ mất đi lãnh thổ. Nga kiểm soát khu định cư Sokol ở Avdiivka, Ukraine phản công dồn dập tại Kharkov. Dù video xe tăng Nga phát nổ sau khi trúng đạn từ Ukraine. Cách Nga thuyết phục thanh niên nhập ngũ tham chiến ở Ukraine. Ukraine đối diện với tình trạng thiếu điện trầm trọng sau các cuộc không kích của Nga. Hàng trăm người biểu tình tràn xuống thủ đô Đức yêu cầu ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ báo Anh The Independent mới đây cho biết, Liên minh châu Âu đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch B cho Ukraine, đồng nghĩa với việc Kiev sẽ mất đi lãnh thổ. The Independent nhấn mạnh, kế hoạch B của châu Âu đối với cuộc xung đột ở Ukraine là kế hoạch bất thành văn và bị cấm đề cập đến trên các phương tiện truyền thông vì không chỉ là người Ukraine mà ngay cả các đồng minh phương Tây của Kiev cũng không thích nó. Trên thực tế, phương án dự phòng như vậy chính là một kế hoạch rút lui của chính phương Tây khỏi cuộc chiến này, đồng nghĩa với việc Kiev sẽ đơn độc trong cuộc đối đầu với Moscow. Theo tờ báo Anh, kết quả này là một sự che đậy thất bại và một nỗ lực để giữ thể diện. Phép tính đơn giản cho tương lai gần này được đưa ra bởi Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người từng thừa nhận rằng bà không biết điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch hậu thuẫn cho Ukraine của Liên minh thất bại. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, chính trị gia Estonia cho biết chính quyền nước này đã kêu gọi các thành viên khác trong khối NATO quyên góp 1% GDP của họ để hỗ trợ cho Kiev, do mối đe dọa hiện hữu sẽ xuất hiện ở biên giới của khối quân sự này nếu một khi Ukraine thất thủ. Bà Kaja Kallas tin rằng nếu tất cả các nước NATO đều làm điều này thì Ukraine sẽ thắng trong cuộc xung đột. Theo bà, trong điều kiện tốt nhất, kế hoạch B có thể là việc Kiev thành công gia nhập NATO, ngay cả khi Kiev không còn giữ được bất kỳ lãnh thổ nào, đó cũng có thể gọi là một chiến thắng. Bà Kaja Kallas lập luận rằng giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga ở Ukraine không chỉ là vấn đề giành lại được lãnh thổ. Nếu Kiev được gia nhập NATO, dù không có lãnh thổ thì đó vẫn sẽ được coi là thắng lợi vì họ được đặt dưới sự bảo trợ của khối quân sự phương Tây. Vị nữ chính khách này cho biết phương Tây không có kế hoạch dự phòng nếu Nga thắng. Khi đó khối này sẽ ngừng tập trung vào kế hoạch A, tức là kế hoạch viện trợ cho Ukraine. Với vị thế của một trong những chính trị gia quyết liệt nhất châu Âu, bản kế hoạch của Thủ tướng Estonia giống như sự khởi đầu cho quá trình chuẩn bị tâm lý cho Kiev về việc đổi lãnh thổ cho Nga để được vào NATO và nhận sự bảo trợ của Liên minh phương Tây. Một số chuyên gia nhận định rằng, trên thực tế, phương Tây đã bắt đầu tìm kiếm một lối thoát để có thể vừa giữ thể diện mà không phải thừa nhận thất bại và mang lại một số kết quả, ngay cả khi chúng không đáng kể về mặt chiến lược và chiến thuật. Cuộc trao đổi được mô tả thậm chí còn giống một sự thỏa hiệp một cách mơ hồ với Moscow. Nhưng đối với phương Tây, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Những cuộc không kích của Nga trong thời gian gần đây đã gây hư hại nghiêm trọng cho hệ thống năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng thiếu điện trầm trọng. Theo thông tin từ Reuters, chỉ trong đêm 1 tháng 6, Nga đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng quan trọng trên toàn Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước đồng minh viện trợ khẩn cấp các hệ thống phòng không cho Kiev. Theo thông báo của không quân Ukraine, trong cuộc tấn công ngày 1 tháng 6, họ đã bắn hạ 35 trong số 53 tên lửa và 46 trong số 47 máy bay không người lái UAV của Nga. Tuy vậy, nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine vẫn bị trúng tên lửa. Tổng thống Zelensky phát biểu trên Telegram rằng Nga đang tận dụng sự thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine để phá hủy các cơ sở năng lượng của nước này, đồng thời nhắm vào chương trình viện trợ của phương Tây cho Kiev. Ông Zelensky nhấn mạnh, các đối tác biết chính xác những gì chúng tôi đang cần. Ukraine cần bổ sung thêm tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không hiện đại khác. Ngoài ra, Kiev cần có sớm các máy bay F-16 theo như cam kết. Hiện tại, Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn do sự chậm trễ trong việc nhận viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh. Các cuộc tấn công ngày càng gia tăng vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nỗ lực mở rộng chiến tuyến của Nga đang tạo thêm áp lực cho Kiev. Hôm 1 tháng 6, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo rằng lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở các khu vực phía đông Donetsk, đông nam Zaporizhia và Dnipropetrovsk, miền trung Kirovohrad và phía tây Ivano-Frankivsk. Các quan chức Ukraine cho biết, mặc dù viện trợ từ phương Tây đã bắt đầu đến Kiev, nhưng các cuộc tấn công bằng bom của Nga trong 2 tháng qua đã làm gián đoạn đáng kể sản xuất nhiệt điện và thủy điện, gây mất điện và đẩy mức nhập khẩu điện của Ukraine lên cao kỷ lục.
chính phủ Ukraine đã phải tăng gần gấp đôi giá điện tiêu dùng để có thêm ngân sách cho việc sửa chữa lớn lưới điện trong năm nay. Kiev cũng có kế hoạch nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, cho biết hai nhà máy nhiệt điện của họ đã bị tấn công và hư hỏng nặng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đang tấn công các khu phức hợp công nghiệp quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine để trả đũa việc Kiev tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Trước đó, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm nay, cố gắng tạo áp lực lên Điện Kremlin trong bối cảnh lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể ở vùng Donbass và mặt trận Kharkov. Giới chức quân sự Nga dường như đã xác định các sân bay ở Ukraine và Estonia đủ điều kiện để triển khai tiêm kích F-16 Fighting Falcon do phương Tây viện trợ cho Ukraine. Gần đây, các chuyên gia Ukraine đã sử dụng vệ tinh của Mỹ và châu Âu để bất ngờ phát hiện một số hộp sáng bóng tại sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd. Những hộp sáng bóng này thực chất là nơi trú ẩn hay nhà trừ máy bay được thiết kế để bảo vệ chiến đấu cơ khỏi các cuộc tấn công từ máy bay không người lái của Ukraine. Ngày 2 tháng 6, nhà báo Nga và là nhà chuyên gia quân sự Alexander Rogatkin đã bình luận trên kênh Telegram của mình rằng việc bảo vệ các máy bay đã được lực lượng hàng không vũ trụ Nga BKS thực hiện từ lâu. Ông Rogatkin lưu ý rằng tại một số sân bay của Nga, các máy bay trực thăng đã được bảo vệ bằng những mái kim loại lớn làm từ các tấm tôn. Phương pháp này có chi phí thấp và quan trọng là có khả năng chống lại các phương tiện trinh sát quang học từ máy bay do thám và vệ tinh của đối phương. Mặc dù những cấu trúc này không thể chống lại các tên lửa mạnh và tầm xa, nhưng chúng đủ khả năng bảo vệ khỏi các máy bay không người lái cảm tử kamikaze. Những mái tôn này khiến đối phương khó xác định số lượng và vị trí chính xác của các máy bay trực thăng, làm cho việc điều khiển UAV tấn công trở nên khó khăn hơn, vì UAV chiến thuật với lượng nổ thấp cần phải tấn công chính xác để đạt hiệu quả. Ngoài ra, một số sân bay tiền tuyến cũ từ thời Liên Xô còn có các nơi trú ẩn bằng bê tông kiên cố, có khả năng chống lại tên lửa và bom. Riêng sân bay Belbek ở Sevastopol có khoảng 20 hầm trú ẩn hình vòm kiên cố. Các hầm trú ẩn tiêu chuẩn được xây dựng từ bán vòm bê tông với các đường gần tăng cường độ cứng, được phủ đất và cỏ bên ngoài để ngụy trang. Mái của hầm có kích thước 12,9 x 28m với cổng trượt kim loại dày hơn 1m, đủ khả năng chống lại các tên lửa và bom thông thường, không phải loại bom khoan. Ông Rogatkin lý giải, trong số các máy bay được sử dụng trong lực lượng không quân Nga chiến đấu ở Ukraine, chỉ có máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và máy bay chiến đấu MiG-29 được đặt ở những nơi trú ẩn này. Các máy bay khác, bao gồm các máy bay chủ lực của các nhóm quân phía Bắc như Su-25, Su-34 và Su-35, không được đặt trong các hầm trú ẩn này. Theo chuyên gia quân sự Alexander Rogatkin, Nga cần phải xây dựng những nơi trú ẩn mới, tốn kém và mở rộng để chứa tất cả các loại máy bay, vì mỗi chiếc chiến đấu cơ có giá trị hàng chục triệu đô la Mỹ, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ như máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57. Chuyên gia này cho biết, giới chức lãnh đạo quân đội Nga đang lên kế hoạch xây dựng các nhà trừ máy bay tiêu chuẩn tại tất cả các sân bay mà không quân Nga có thể sử dụng. Những hầm trú ẩn kiên cố này sẽ được xây dựng một lần và sử dụng trong nhiều thập kỷ bảo vệ máy bay khỏi nhiều mối nguy hiểm khác nhau. Ông Rogatkin cũng lưu ý rằng, không quân Ukraine cũng có các công trình tương tự từ thời Liên Xô, với hơn 40 hầm trú ẩn bằng bê tông tại các sân bay quân sự Kolomia ở vùng Ivano-Frankivsk, Lut, Vitkov và Staro-Konstantinov, vùng Khmelnytsky. Năm 2022, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công tên lửa vào sân bay Staro-Konstantinov, nhưng chỉ có thể phá hủy hai hầm trú ẩn bằng bê tông. Điều này chỉ ra rằng Nga cần sử dụng vũ khí mạnh hơn để tấn công các sân bay có nhà trừ máy bay tiêu chuẩn loại này. Tại sân bay Liên Xô cũ ở Pärnu, Estonia, cũng có những hầm trú ẩn bằng bê tông tương tự. Sân bay này hiện đã biến thành một căn cứ không quân của NATO và việc hiện đại hóa đường bay ở sân bay Pärnu đang diễn ra giao tiếp cùng với các sân bay ở Tartu và Tep. Theo chuyên gia Nga này, những chiếc tiêm kích hạng nhẹ, kích thước nhỏ như F-16 Fighting Falcon mà phương Tây hứa cung cấp cho không quân Ukraine hoàn toàn phù hợp với những nơi trú ẩn ở Estonia, cũng như trong các hầm trú ẩn có máy vòm của các sân bay Ukraine. Vì vậy, câu hỏi những chiếc F-16 với sải cánh 9,45m sẽ đóng quân ở đâu là điều rất dễ trả lời đối với lực lượng hàng không vũ trụ BKS và lực lượng tên lửa Nga. Các quan chức ở Paris mới đây đã phát hiện 5 chiếc quan tài được trang trí bằng quốc kỳ và có dòng chữ lính Pháp ở Ukraine ở gần chân tháp Eiffel và đã bắt 3 người để tiến hành điều tra. Theo đó, 3 người này đã bỏ lại 5 chiếc quan tài ở gần tháp Eiffel, điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Paris, vào khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 6, bên trong những chiếc quan tài là thạch cao.
5 chiếc quan tài được phủ quốc kỳ Pháp và ghi dòng chữ lính Pháp ở Ukraine, ám chỉ rằng những người lính này sẽ không thể trở về sống sót. Một nguồn tin cho hay, tài xế xe tải đã chở những chiếc quan tài này đến và bỏ lại. Tài xế bị bắt gần hiện trường và khai với cảnh sát rằng anh ta được trả 40 euro, tương đương 43 đô la Mỹ để chở hai người cùng 5 chiếc quan tài tới gần chân tháp Eiffel. Người lái xe được cho là đã đến từ Bulgaria vào Paris vào tối 31 tháng 5. Hai người khác cũng đã bị bắt tại bến xe khu phố Percy. Họ dự định sau đó sẽ di chuyển đến sân bay để lên chuyến bay đi Berlin. Nguồn tin cho biết, ba người này là công dân của Bulgaria, Ukraine và Đức. Tính đến ngày 2 tháng 6, họ vẫn đang bị giam giữ. Các nhà điều tra đang xem xét sự việc như một sự can thiệp của các thế lực nước ngoài vào các vấn đề của Pháp. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời phỏng vấn rằng nước này có thể đưa quân đến Ukraine nếu Nga sắp chọc thủng phòng tuyến đối phương và Kiev yêu cầu hỗ trợ. Trước đó, ông Macron đã gây chấn động khi tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Điện Kremlin đã chỉ trích những phát biểu của lãnh đạo Pháp, gọi chúng là đặc biệt nguy hiểm. Ý tưởng đưa quân tới Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO đang cố gắng tránh bị lôi vào cuộc chiến rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngày 27 tháng 5, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết đã ký giấy phép cho huấn luyện viên quân sự Pháp sớm tới trung tâm đào tạo binh sĩ tại Ukraine. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp có thể đưa ra quyết định về việc điều động vào tuần này. Giới chức Pháp nghi ngờ sự can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là Nga, vào công việc nội bộ trong một số sự việc gần đây, như vụ vẽ graffiti bàn tay màu đỏ lên đài tưởng niệm nạn diệt chủng người Do Thái tháng trước. Ba nghi phạm trong vụ này được cho là đã trốn ra nước ngoài. Pháp cũng nghi ngờ về việc Nga đứng sau việc phun sơn hàng chục ngôi sao David, biểu tượng của người Do Thái, lên các ngôi nhà ở thủ đô Paris và các vùng ngoại ô ngay sau vụ Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các nhà điều tra nói rằng một số hình vẽ bị chỉ trích là bài mà có thể đã được thực hiện theo yêu cầu của một cá nhân sống ở nước ngoài, ngụ ý rằng có thể liên quan đến Nga. Chính phủ Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ngày 2 tháng 6, tờ Avia Pro đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức, bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann đã nhấn mạnh rằng việc huấn luyện binh lính khẩn cấp là cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Bà nêu rõ quân đội Đức cần ít nhất 900.000 quân dự bị và 180.000 quân nhân tại ngũ nhằm đưa quy mô lực lượng Đức lên hơn 1 triệu binh sĩ và sĩ quan. Quan chức Đức lý giải quan điểm của mình bằng sự cứng rắn của Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời lưu ý rằng các công dân Nga cũng sẵn sàng cho tình huống xung đột xảy ra. Ngày 2 tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng thông báo về các động thái mới của NATO nhằm tăng cường biên giới phía đông để ngăn chặn Nga. Ông cho rằng Moscow cần hiểu rằng liên minh này sẵn sàng tự vệ khi cần thiết. Thủ tướng Scholz nhận định Đức đã giữ vai trò lãnh đạo trong sự hiện diện của NATO tại vùng Baltic gần biên giới Nga suốt gần một thập niên qua. Ông Scholz cho biết, bởi vì mối đe dọa từ Nga sẽ tiếp tục, nên năm ngoái chúng tôi và các đồng minh khác đã quyết định triển khai thêm các đơn vị tới các nước vùng Baltic và đóng quân thường trú toàn bộ một lữ đoàn ở đó trong tương lai. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh, sự thay đổi chính sách an ninh này là cần thiết để cho Nga thấy chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ NATO trước các cuộc tấn công. Ông chỉ ra rằng ngoại giao chỉ có hiệu quả khi đi kèm với sức mạnh và nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các quốc gia vùng Baltic có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự hỗ trợ phòng thủ từ các đồng minh NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ông Scholz nhấn mạnh, đó là thông điệp dành cho chúng tôi, nhưng đó cũng là thông điệp gửi tới Nga, bởi độ tin cậy của cam kết này tất nhiên cũng là một phần tính toán của Nga. Vài ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các thành viên NATO không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga, sau khi một số đồng minh phương Tây gỡ bỏ các hạn chế áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí tài trợ cho Kiev. Chính phủ Đức đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp để tấn công các vị trí của Nga gần biên giới hai nước. Trước đó, ngày 31 tháng 5, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, ông Stefan Hebestreit nhấn mạnh, Ukraine có quyền tự vệ theo luật quốc tế để đáp trả lại cuộc tấn công xuất phát từ bên trong lãnh thổ Nga. Ông nêu rõ rằng, trong những tuần gần đây, Moscow đã gia tăng các cuộc tấn công từ lãnh thổ Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào khu vực quanh Kharkov. Ông khẳng định Berlin cùng các đồng minh phương Tây đều ủng hộ Ukraine trong việc phòng vệ trước các cuộc tấn công từ Nga. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chính sách quan trọng của Berlin, diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev tấn công đáp trả Nga bằng vũ khí mà Mỹ cung cấp. Mới đây, chuyên gia người Anh Alexander Mercuriz đã nhận định rằng tại Kiev và các nước châu Âu, sự hoảng loạn bắt đầu gia tăng sau khi Nga giải phóng Avdiivka. Ông nhấn mạnh, kể từ khi Avdiivka sụp đổ,
tình trạng hoảng loạn ngày càng tăng ở Kiev và các nước thủ đô phương Tây. Đặc biệt, giữa Tổng thống Zelensky và phe của ông ấy, sự hoảng loạn này hiện đã đạt đến mức đỉnh điểm. Vị chuyên gia nhấn mạnh, hiện nay tất cả các quốc gia phương Tây ít nhiều đều phải lo ngại về khả năng ngày càng lớn của Moscow. Nhà phân tích tuyên bố, họ tin rằng nước Nga sẽ suy yếu và thậm chí có thể tàn rã, hoặc sẽ có sự thay đổi chế độ. Và vấn đề nước Nga mà họ đã cố gắng giải quyết trong 300 hoặc 400 năm qua cuối cùng sẽ biến mất. Bây giờ họ sợ hãi trước khả năng mọi thứ sẽ kết thúc với chiến thắng vô điều kiện của Nga và việc nước này quay trở lại biên giới châu Âu với tư cách là một siêu cường. Ông Mercury cho biết thêm rằng, sự hoảng loạn của ông Zelensky trước những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường cũng đã lan ra các nước phương Tây, gieo rắc nỗi sợ hãi cho một số người và khiến những người khác trở nên thiếu kiểm chế hơn. Chẳng hạn như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, Nga đã mất hơn 35.000 binh sĩ và hơn 2.700 vũ khí trong tháng 5 năm nay. Ông cũng lưu ý rằng, các quốc gia phương Tây thông qua việc cung cấp vũ khí, chuyển dữ liệu tình báo và huấn luyện binh sĩ Ukraine đang làm leo thang và kéo dài xung đột vũ trang tại nước này. Gần đây, Nhà Trắng cho biết đã dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng một số vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga gần các tỉnh Kharkov và Sumy. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng Washington vẫn không đồng ý cho Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAK và các vũ khí tầm xa khác do Mỹ cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ngày 2 tháng 6, trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore, Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã bật đèn xanh, nhưng nhấn mạnh rằng các hạn chế bao gồm lệnh cấm sử dụng ATAK nên được dỡ bỏ. Mỹ từng cung cấp ATAK với tầm bắn ngắn hơn cho Ukraine vào mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, phiên bản tên lửa gần đây có thể bay tới 300 km, đưa các mục tiêu quan trọng hơn vào tầm ngắm của Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, như vậy đã đủ chưa? Chưa đủ. Tại sao? Bởi vì tôi đã cho các bạn ví dụ về các sân bay mà Nga thường xuyên khai hỏa từ đó. Họ biết rằng Ukraine sẽ không bắn trả vì Ukraine không có hệ thống tương ứng và không được cho phép. Tổng thống Zelensky khẳng định, Ukraine đang chờ được phép tấn công các sân bay quân sự của Nga, nơi Moscow thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Ông cũng nói rằng Nga có khoảng 300 hệ thống vũ khí, chứa hàng chục nghìn tên lửa được triển khai ở biên giới để tấn công Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố, vì vậy họ đặt những vũ khí này ở đó và họ không loại bỏ chúng vì biết rằng Ukraine không thể nhắm mục tiêu vào chúng bằng vũ khí phương Tây, ngay cả khi họ bắn vào chúng tôi. Trong bối cảnh Ukraine gia tăng kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí do nước ngoài cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga, một số báo cáo cho rằng Mỹ đã thay đổi chính sách. Ngày 31 tháng 5, tạp chí Phố Wall cho biết Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS, tên lửa GMLRS và pháo binh để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ám chỉ rằng Washington có thể cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu vượt quá giới hạn hiện tại trong tương lai. Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để phản công bên trong lãnh thổ Nga đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng. Sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Trong chuyến thăm Uzbekistan vào đầu tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các nước phương Tây không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công Nga. Tổng thống Nga tuyên bố, sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Ông Putin cũng đưa ra lời đe dọa ngầm đối với các quốc gia châu Âu nhỏ hơn trong NATO, nói rằng họ nên biết rằng họ đang đùa với lửa vì diện tích lãnh thổ nhỏ và dân số đông đúc. Cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, ông Dmitry Medvedev, đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Biden là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột. Ông Medvedev nhận định, phương Tây sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu tin rằng Nga chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine. Ông cũng đề cập đến khả năng tấn công các quốc gia đối thủ bằng vũ khí hạt nhân chiến lược và nhấn mạnh đây không phải là lời đe dọa hay nói đùa. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 1 tháng 6, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas thừa nhận nước này không có kế hoạch B trong trường hợp Ukraine thất bại trong cuộc chiến chống Nga. Bà cho biết, trong trường hợp Moscow thắng trong cuộc chiến, Tổng thống Nga Putin sẽ hướng sự chú ý sang các nước vùng Baltic, tìm cách đặt họ trở lại dưới quyền kiểm soát của Nga. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết, Estonia dành hơn 1% GDP để hỗ trợ Ukraine. Bà Kallas tuyên bố, nếu mọi quốc gia NATO làm điều này, Ukraine sẽ thắng. Khi được hỏi liệu Estonia có kế hoạch dự phòng nếu Ukraine thất bại hay không, bà Kallas khẳng định không có kế hoạch như vậy. Bà tuyên bố,
Chúng tôi không có kế hoạch B để Nga chiến thắng, vì khi đó chúng tôi sẽ ngừng tập trung vào kế hoạch A, giúp Ukraine đẩy lùi cuộc chiến của Nga. Bà Kalat bổ sung thêm rằng, các đồng minh cũng không nên nhượng bộ trước sự bi quan. Thủ tướng Estonia nhấn mạnh, chiến thắng ở Ukraine không chỉ nằm ở lãnh thổ. Nếu Ukraine gia nhập NATO, ngay cả khi không có một số lãnh thổ, đó là một chiến thắng vì nước này sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của NATO. Estonia là một trong những nước NATO ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất. Quốc gia này đã hỗ trợ hơn 565 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, tương đương khoảng 1,4% GDP của đất nước. Năm 2022, Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, nhưng vẫn chưa nhận được lộ trình gia nhập rõ ràng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng Ukraine không thể trở thành thành viên của khối cho đến khi xung đột với Nga được giải quyết. Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Vilnius vào ngày 11-12 tháng 7 năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo 31 quốc gia NATO và các phái đoàn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Ukraine và Thụy Điển. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mặt. Hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh mà không cần kế hoạch hành động thành viên MAP và sẽ nhận được lời mời khi các đồng minh đồng ý và đạt được các điều kiện. Hồi tháng 4 năm nay, ông Stoltenberg đã mời ông Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh của liên minh tại Washington vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, ông không chắc Ukraine sẽ nhận được lời mời tham gia tổ chức vào thời điểm đó. Ông Zelensky mong đợi hai quyết định tại hội nghị thượng đỉnh, chuyển sang các hệ thống phòng không mới và các bước cụ thể để Ukraine trở thành thành viên của liên minh. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng từ bỏ các yêu sách đối với Crimea và các vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine đã sáp nhập vào Nga. Kể từ đầu năm 2024, ông đã ký các hiệp ước an ninh song phương với một số thành viên NATO, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Theo các thỏa thuận này, các nước phương Tây cam kết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự, nhưng không có nghĩa vụ phải coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Về phần mình, Nga cho biết nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay và căng thẳng chung với phương Tây. Moscow từ lâu đã phản đối việc khối này tiếp tục mở rộng về phía đông. Nga cũng ra điều kiện rằng Kiev phải thừa nhận thực tế lãnh thổ mới để tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video cho thấy xe tăng T-80PV của Nga phát nổ sau khi máy bay không người lái cảm tử của Ukraine xuất hiện. Theo hãng tin Kyiv Post, máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã tấn công một xăng T-80PV của Nga gần làng Novomikhailivka ở vùng Donetsk. Chú thích của video đăng tải trên Telegram Group 200 cho biết, vụ xảy ra sau khi một máy bay không người lái cảm tử của Ukraine xuất hiện. Đoạn video này được quay bằng máy bay không người lái đã ghi lại được khoảnh khắc cảnh đạn của xe tăng Nga phát nổ, kết thúc bằng việc tháp pháo của xe tăng bị xé toạc. Thời gian và địa điểm chính xác của video hiện chưa được công bố. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa bình luận về nội dung của đoạn video trên. Theo nhiều nguồn tin lửa khác nhau, một xe tăng T-80 của Nga có giá từ 2 đến 4 triệu đô la Mỹ. Loại xe tăng này được ít sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga hơn T-72. Mẫu T-80 nổi tiếng với khả năng bảo trì phức tạp và mức tiêu thụ nhiên liệu cao. Trước đó, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo về việc phá hủy xe tăng T-80 của Nga bằng tên lửa chống tăng TOW bắn từ xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Với chiều dài 9,5m, rộng 3,38m, cao 2,22m và trọng tải 46 tấn, xe tăng T-80PV là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực có khả năng tác chiến mạnh mẽ của quân đội Nga. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80PV được trang bị pháo nòng trơn 2A46M4 cỡ nòng 125mm. Để tăng cường khả năng phá hủy mục tiêu thị sát đối phương, T-80PV cũng có khả năng mang theo các loại tên lửa chống tăng 9M119 Jeffers sử dụng công nghệ đầu đạn nổ Tandem. Về khả năng phòng thủ, xe tăng T-80PV được lắp các giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relic cùng với các súng máy Kor và PKT để chống lại tên lửa và bộ binh của đối phương. T-80PV có thể chạy với vận tốc lên tới 80 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 500 km. Thông thường, xe sẽ do một kíp lái gồm 3 người vận hành. Tại chiến trường Ukraine, T-80PV là một trong những xe tăng chủ lực của quân đội Nga. Trong thời gian qua, lực lượng tăng thiết giáp Nga đã gặp nhiều tổn thất tại chiến trường Ukraine bởi những vũ khí chống tăng hiện đại do Mỹ và phương Tây viện trợ cho Kiev. Do đó, việc triển khai xe tăng T-80PV sẽ được sự bổ sung kịp thời và đóng vai trò cần thiết đối với lực lượng tăng thiết giáp của Nga tại Ukraine. So với T-72B, T-80PV mang lại khả năng chiến đấu vượt trội nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến.
Tuy nhiên, những thiếu sót trong tác chiến đã dẫn đến việc quân đội Nga phải ngừng hoạt động loại xe tăng T-80 kể từ năm 2000. Để thuyết phục thanh niên nhập ngũ, Nga đang đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước và xây dựng hình ảnh những người lính ở Ukraine giống như anh hùng. Hồi tháng 2 năm nay, Daniil Zhirinovenko đã thực hiện tâm nguyện bấy lâu nay là ký hợp đồng phục vụ quân đội ngay sau khi tròn 18 tuổi. Daniil Zhirinovenko đã thực hiện tâm nguyện bấy lâu nay là ký hợp đồng phục vụ quân đội Nga. Một tháng sau, anh lần đầu tiên bỏ phiếu bầu cho Tổng thống Vladimir Putin, người đã nắm quyền được 6 năm vào thời điểm Zhirinovenko sinh ra vào năm 2006. Đến cuối tháng 3 năm nay, Zhirinovenko hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản kéo dài 2 tuần và được cử đến làng Perichi thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga gần đây tấn công dồn dập như một phần của chiến dịch mùa xuân. Tại đây, vào ngày 4 tháng 4 năm 2024, trong lúc tấn công một vị trí của Ukraine, Zhirinovenko bị lạc đơn vị và bị bao vây bởi hỏa lực dữ dội từ đối phương. Trước khi mất liên lạc, Zhirinovenko đã báo cáo qua bộ đàm về sở chỉ huy rằng: "Đến lúc rồi mọi người, tôi hiểu rồi." Và ngày trước, gia đình và bạn bè đã tập trung tại thị trấn Krasnofim, gần dãy núi Ural, miền Trung Nga để nhận Zhirinovenko. Gia nhạc quân đội chủ trì lễ an táng. Zhirinovenko là người lính trẻ nhất được ghi nhận ngã xuống tại Ukraine kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự hơn 2 năm trước. Sau khi từ tiền tuyến trở về thị trấn quê nhà để dự lễ tang em, Maxim, 25 tuổi, là anh trai Zhirinovenko cho biết: "Thằng bé rất nóng lòng muốn tham gia chiến đấu, vì vậy khi vừa đủ tuổi, nó lập tức nắm lấy cơ hội." Maxim đăng ký nhập ngũ lần đầu tiên vào năm 2022, ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Anh nói về em trai mình: "Thằng bé muốn noi gương tôi và nhập ngũ. Tôi đã cảnh báo nó rằng chiến sự không tốt đẹp chút nào, nhưng tinh thần nó đã sẵn sàng." Maxim cho hay: "Tôi tự hào về Daniil. Thằng bé luôn khăng khăng về việc muốn chiến đấu chống lại những kẻ phát xít ở đó." Lời chia sẻ của Maxim đã lặp lại lập luận lâu nay từ Điện Kremlin rằng Ukraine đã trở thành một nước theo chủ nghĩa phát xít mới và muốn hủy hoại nước Nga để giải thích cho chiến dịch quân sự của mình. Rất nhiều thanh niên Nga, thường được gọi là thế hệ P, vì sinh ra và lớn lên dưới thời Tổng thống Putin, đã ngã xuống khi chiến đấu ở Ukraine. Nga đã khắc họa những người ngã xuống này là những anh hùng và nỗ lực hết sức để thu hút thêm nhiều thanh niên ký hợp đồng phục vụ quân đội tới Ukraine tham chiến khi giao tranh kéo dài. Không lâu sau khi xung đột nổ ra, chính phủ Nga đã sửa đổi luật để cho phép những thanh niên 18 tuổi như Zhirinovenko có thể ký hợp đồng nhập ngũ. Điện Kremlin đã bắt tay vào chiến dịch chưa từng có nhằm tạo dựng một thế hệ người Nga mới háo hức nhập ngũ. Kể từ khi ông Putin nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2000, chính phủ Nga đã nỗ lực cổ vũ tinh thần giới trẻ, đầu tư mạnh vào các tổ chức thanh niên ủng hộ nhà nước. Nỗ lực này dường như không đạt được kết quả như kỳ vọng trong nhiều năm trước khi chiến sự Ukraine nổ ra. Cuộc xung đột đã mang lại cho Điện Kremlin động lực mới để truyền bá cho thanh thiếu niên tinh thần yêu nước và chống phương Tây mạnh mẽ. Hồi tháng 3 năm ngoái, quan chức cấp cao Điện Kremlin Sergei Novikov nói: "Chúng ta đang tiến hành ít nhất 3 cuộc chiến. Cuộc chiến nơi mặt trận, cuộc chiến kinh tế và cuối cùng là cuộc chiến ý thức hệ nhằm thu phục tâm trí của giới trẻ." Nga đã tăng cường đáng kể chi tiêu vào giáo dục lòng yêu nước cũng như các nhóm tổ chức thiếu sinh quân dành cho thanh thiếu niên, từ mức đầu tư tăng từ 19,5 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên gần 301 triệu đô la Mỹ năm 2024. Kể từ khi bắt đầu xung đột, Nga đã sửa đổi một số chi tiết trong sách giáo khoa để phù hợp với chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đòi lại những vùng lãnh thổ lịch sử đã mất vào tay Ukraine. Moscow đặc biệt coi trọng các cựu chiến binh, kể cả những người từng là thành viên của lực lượng Wagner đã trở về nhà từ chiến trường Ukraine. Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Putin cho biết hơn 1.000 cựu chiến binh Nga đã được tuyển dụng vào các trường học. Bắt đầu từ tháng 9 tới, nhiều người trong số họ sẽ tham gia giảng dạy các chương trình huấn luyện quốc phòng bắt buộc, như đào tạo về cách vận hành máy bay không người lái UAV và sử dụng súng trường tấn công. Các thanh niên Nga cũng được nhắc nhở về xung đột một cách đều đặn và rõ ràng hơn. Trên khắp các trường học ở Nga, nhiều tấm bia tưởng niệm đã được dựng lên để tưởng nhớ những cựu học sinh đã ra đi trên chiến trường. Hồi tháng 2 năm nay, tại một trường học ở thành phố Brest thuộc vùng Siberia, các thành viên đội thiếu sinh quân Yunamiza đã tổ chức lễ khánh thành đài tưởng niệm dành riêng cho 6 cựu học sinh của trường đã ngã xuống ở Ukraine.
Đoạn video tường thuật về sự kiện này được truyền thông địa phương công bố cho thấy những bà mẹ ngồi trên ghế khi các thanh niên Yunamia đọc những bài thơ ca ngợi nỗ lực chiến đấu. Đoạn video sau đó chuyển sang cảnh một thành viên Yunamia trẻ tuổi tên Dennis tuyên bố rằng cậu muốn trở thành anh hùng như những người đàn ông này. Tác động lâu dài của thông điệp từ chính quyền hiện vẫn chưa rõ ràng. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy người Nga trẻ tuổi vẫn thích thành công theo chủ nghĩa cá nhân hơn là hệ tư tưởng nhà nước. Nhà khoa học chính trị Nga Ekaterina Schulman nhận định vẫn còn quá sớm để nói Điện Kremlin đã thành công như thế nào. Theo bà, các biện pháp khuyến khích tài chính khổng lồ được đưa ra khi thanh niên ký hợp đồng quân sự dường như vẫn đóng vai trò lớn nhất trong việc thuyết phục họ nhập ngũ. Tại Krasnofim, Maxim Zamolenko nhấn mạnh anh rất háo hức trở lại chiến đấu. Anh quả quyết, sau sự ra đi của em trai, tôi cảm thấy có thêm động lực để hoàn thành nghĩa vụ. Hơn bất cứ điều gì, Maxim cho biết anh muốn những người trẻ Nga noi gương anh chị em mình. Anh nói, tôi hy vọng câu chuyện của Daniil sẽ là nguồn cảm hứng cho những người khác nhập ngũ. Mới đây, đoàn xe tăng PT-91 của Ba Lan đã được phát hiện trên đường tới biên giới phía tây Ukraine. Theo báo cáo, Warsaw đã điều động khoảng 200 chiến xa loại này. Đây là phiên bản hiện đại hóa từ T-72 của Liên Xô. Gần đây, Ba Lan đã tiến hành sửa chữa và hiện đại hóa đáng kể những chiếc xe tăng này, giúp chúng sẵn sàng sử dụng trong điều kiện chiến đấu. Ngoài xe tăng Ba Lan, vài ngày trước, khoảng 30 chiến xa Abrams của Mỹ cũng được phát hiện ở Magdeburg. Chúng cũng đang tiến về phía lãnh thổ Ukraine. Những động thái này cho thấy sự gia tăng đáng kể về hỗ trợ quân sự mà các nước phương Tây đang cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Sự xuất hiện của các nguồn lực quân sự quan trọng như vậy ở biên giới cho thấy khả năng phương Tây mở rộng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, trong khi các chuyên gia lưu ý rằng việc cung cấp thêm xe bọc thép cho Kiev đã được mong đợi, bao gồm cả từ Hoa Kỳ. Với việc vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự phương Tây ào ạt đổ vào Ukraine, Bộ Tổng tham mưu tại Kiev nhiều khả năng chuẩn bị tiến hành chiến dịch phản công nhằm lấy lại những địa bàn đã mất trong thời gian qua. Diễn biến trên được hỗ trợ bởi thực tế là tại những chiến trường trọng yếu, đặc biệt là hướng Kharkov, mũi tấn công của quân đội Nga gần như không đạt được tiến bộ quan trọng nào từ vài ngày nay, bất chấp đã dùng hỏa lực đến mức tối đa. Ngày 2 tháng 6, hãng tin Triều Tiên đưa tin, hàng trăm người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Berlin của Đức, yêu cầu ngừng viện trợ quân sự cho Kiev và những luận điệu chống Nga nguy hiểm. Điều này xảy ra sau những tuyên bố từ chính phủ Đức liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Những người biểu tình tuần hành từ Alexanderplatz của Berlin với cờ và biểu ngữ có nội dung ngăn chặn xung đột và phát ngôn chống lại Nga, ngăn chặn bài Nga trong chính trị và truyền thống. Và NATO là kẻ thù tấn công chứ không phải Nga. Các nhà hành động cáo buộc chính phủ Đức đã đưa ra các quyết định chính trị theo lệnh của Washington và cảnh báo về hậu quả của cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. Một nhà hoạt động tư nhân nhận mình là Jobsy nói với hãng Video Roughly rằng khi bạn thấy chính phủ Đức đã phá hủy nền kinh tế của mình như thế nào khi đồng ý với Washington thì bạn sẽ thấy Đức không kiểm soát được tình hình. Ông nói thêm rằng quyết định của chính phủ cung cấp cho Kiev vũ khí có thể chạm tới Nga khiến Đức trở thành đối tác trong cuộc chiến này, tạo ra một tình huống rất nguy hiểm cho Đức, cho người Đức và phần còn lại của thế giới. Một nhà hoạt động khác kêu gọi Berlin làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng không cần thiết phải có nền kinh tế xung đột và không có các cuộc chiến trên bộ nào xảy ra. NATO và các đồng minh phương Tây đã cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine, nhưng vẫn duy trì hạn chế sử dụng chúng. Tuy nhiên, Kiev gần đây đã tăng cường kêu gọi nới lỏng các hạn chế, đặc biệt là những hạn chế nhằm hạn chế khả năng tấn công vào các mục tiêu ở Nga. Một số quốc gia NATO đã lên tiếng ủng hộ động thái này, bao gồm cả Đức. Vài ngày trước, phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Habeck cho biết Berlin tin rằng hành động phòng thủ của Kiev không chỉ giới hạn ở lãnh thổ của mình mà còn có thể mở rộng sang lãnh thổ của Nga. Hôm 31 tháng 5, ông tiếp tục ra hiệu rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các khu vực biên giới của Nga, nơi các vị trí của quân đội Ukraine ở vùng Kharkov bị tấn công. Về phía mình, Moscow cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Bình luận về cuộc thảo luận nội bộ NATO liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, người phát ngôn thuộc Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc khối này đang kích động một vòng căng thẳng mới. Ông Peskov nói với các phóng viên, họ đang cố tình làm điều này, chúng tôi nghe thấy rất nhiều tuyên bố, họ đang tìm mọi cách để khiêu khích Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này. Bản thân họ có ý định tiếp tục cuộc chiến với chúng tôi, cuộc chiến theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Mới đây, Phủ Tổng thống Pháp thông báo không mời Nga dự sự kiện kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh tại Normandy để giải phóng châu Âu khỏi quân đội Đức Quốc xạ trong Thế chiến II. Theo Reuters, việc Nga không được mời đến dự lễ kỷ niệm là do chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Trước đó, ban tổ chức nói rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ không được mời, nhưng một số đại diện của Nga sẽ được đón chào để công nhận sự hy sinh của Moscow trong Thế chiến II. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào tháng 6 với sự tham gia của hàng chục nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hơn 15.000 binh sĩ thuộc quân đồng minh tiến hành cuộc đổ bộ tại Normandy ở miền Tây Pháp vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, còn gọi là D-Day, ngày đổ bộ, trong chiến dịch mà sau đó dẫn đến việc giải phóng Tây Âu khỏi quân đội Đức Quốc xạ. Các quan chức Nga từng tham gia lễ kỷ niệm D-Day trong quá khứ. Năm 2014, Tổng thống Putin cùng lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine thiết lập nhóm bộ tứ Normandy để giải quyết xung đột tại miền đông Ukraine. Đài Euro 1 mới đây dẫn nguồn tin cho rằng Pháp dự tính mời Nga dự sự kiện tại Normandy, nhưng Đại sứ quán Nga tại Paris lẫn Bộ Ngoại giao Nga đều không thông báo nhận được lời mời nào. Reuters dẫn lời một số nguồn tin cho biết, chiến sự tại Ukraine và sự khó chịu của một số đồng minh về sự xuất hiện của Nga đã khiến Pháp thay đổi ý định ban đầu. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến nóng trên khắp các mặt trận. Ngày 2 tháng 6, kênh Giroman dẫn một số nguồn tin Nga cho biết, trên mặt trận Avdiivka, khu định cư Sokol đã được lực lượng Moscow kiểm soát, nhưng để chiến thắng hoàn toàn, các trận đánh sẽ còn phải tiếp tục vì phía Ukraine vẫn đang phản công. Trong khi đó, theo kênh Surichakmap, tại mặt trận Zaporizhia đã có thay đổi ở trục Mine Luhivske. Hầu hết lãnh thổ trước đây thuộc quyền kiểm soát của Nga này đã bị Ukraine kiểm soát. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã tiến bộ nhỏ về phía bắc Bahate. Kênh Zlati 71 dẫn nguồn từ phóng viên quân sự Kotenok tiết lộ, thông tin chưa được xác nhận cho biết Nga đã kiểm soát phần lớn làng Sokol theo hướng Avdiivka. Kênh Riva báo cáo, theo hướng Donetsk, quân đội Nga tiếp tục tấn công thành phố Krasnogorivka từ nhiều phía. Ở ngoại ô phía đông, trong vài ngày qua, lực lượng Nga đã chiến đấu dọc 4 con phố và kiểm soát đường Zapad tiến về phía đông Nakhimov. Tại trung tâm thành phố, các nhóm tấn công của Nga đã kiểm soát một số tòa nhà ở phía bắc đường Tesen Chaneza và tiến đến sân vận động Metalu cũng như công viên mang tên Shevchenko. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin về các trận chiến trong công viên, nhưng khả năng cao khu vực này sẽ bị bao quanh bởi các tòa nhà ở phía tây và phía đông. Phía bắc nhà máy chống cháy. Trong vài ngày qua, các nhóm tấn công đã kiểm soát đường Fimerskaya và tiến đến đường Sumskaya, nơi đang có giao tranh dữ dội. Bên cạnh đó, trên đường Adminiv-Chativayap và đường Yaroslav-Muri có những cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và các nhóm bộ binh Ukraine. Việc dọn dẹp vẫn đang diễn ra. Ở phía tây Krasnogorivka, lực lượng Kiev đã bị đẩy khỏi trang trại Alexandrovskoye, làm gián đoạn một phần nguồn cung cấp cho nhóm binh sĩ Ukraine qua đường Sedova ở ngoại ô. Phía nam trang trại này, một trang trại chăn nuôi gần hồ Priskaya Komuna đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tiến sâu vào khu vực tư nhân ở ngoại ô phía bắc, Krasnogorivka vẫn phức tạp do Ukraine vẫn kiểm soát Nevenskoye và các vùng cao lân cận. Tuy nhiên, quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể tại phòng tuyến Bovomaiskoye, Nevenskoye. Phía nam Netalovo, lực lượng Nga đã thành công kiểm soát những khu vườn bỏ hoang và thiết lập vị trí trên các trang trại bị phá hủy. Tuy nhiên, Ukraine sau khi rút lui khỏi các vị trí phía bắc Domak vẫn giữ các vị trí ở Novenskoye. Trên hướng Uleda, sau khi kiểm soát được Novomikhailovka, quân đội Nga tiếp tục tấn công ở khu vực lân cận, tiến vào một số khu vực ở phía tây và tây nam của ngôi làng. Tại Praskovievka, các nhóm tấn công Nga đã kiểm soát ngoại ô phía đông. Họ cũng tiến vào khu định cư, kiểm soát một số ngôi nhà trên đường Shevchenko. Giao tranh trong làng vô cùng ác liệt. Mặc dù khu định cư này nhỏ, nhưng cả hai bên đều sử dụng pháo binh và máy bay không người lái tấn công. Phía nam Novomikhailovka, lực lượng Nga đã kiểm soát một vành đai rừng, đổ quân thành công. Ở phía tây nam, trong một số cuộc tấn công, họ đã kiểm soát được hai vành đai rừng cạnh hồ chứa nước đã cạn. Phía tây Slatkoe, các đơn vị tấn công của nhóm quân Vostok đã tiến khoảng 1 km về phía tây dọc theo dài Solenenkaya. Các đơn vị bộ binh tấn công Nga được hỗ trợ bởi xe bọc thép hạng nặng, pháo binh và UAV cảm tử giúp họ nhanh chóng đánh bật lực lượng Kiev khỏi vị trí. Tại khu vực Iryanaza, binh sĩ Nga cũng đang tiến vào một số khu vực. Đặc biệt, một nhóm thiết giáp với lực lượng đổ bộ đã đánh bật đối phương từ vành đai rừng phía bắc Vladimirovka san bằng tiền tuyến. Trong khi đó, RIA Novosti dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh binh sĩ thuộc Trung đoàn Dù cận vệ số 331 mang tên Kotchoma
đã tấn công vào một cứ điểm lớn của Ukraine ở khu vực Chasovka. Hình ảnh cho thấy lính dụ Nga cận chiến với lực lượng Ukraine giành giật từng ngôi nhà, từng góc phố. Kênh Ryba thông báo rằng đến 19 giờ ngày 2 tháng 6, quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực Staromayskoye trên hướng Vremivka và các trận chiến giành vị trí đang diễn ra tại khu định cư Orohainoe liên kề. Theo đó, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng thành công vùng kiểm soát tại Staromayskoye, nơi mà họ đã để mất vào năm ngoái trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine. Trung đoàn súng trường cơ giới 394 Nga tiến xa hơn về phía Bắc, giành toàn quyền kiểm soát Miralane và phố Zoryaneza. Trong khi đó, lực lượng Kiev vẫn đang giữ các vị trí trên phố Molodetnaya, con đường ngoại ô ở Vishnevaya, tuyến tiếp tế cho các đơn vị trong làng từ Makarovka vẫn còn. Bên cạnh đó, đường đến Rovnobol vẫn chưa bị cắt. Tuy nhiên, do gần các vị trí của Nga, nên việc luân chuyển hoặc chuyển quân tiếp viện của Ukraine có nguy cơ bị tấn công hỏa lực. Ở vùng ngoại ô phía đông, sau một số cuộc tấn công thành công, phố Zadneprovskaya và ngõ Gogol nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các vị trí dọc sông Sukhiezali theo hướng Urohainoe đã bị giải tỏa. Sau khi mất phần lớn khu định cư, lực lượng Ukraine rút lui khỏi phòng tuyến. Tại Urohainoe, tình hình có phần phức tạp hơn. Lợi thế của máy bay không người lái FPV vẫn thuộc về Ukraine. Điều này làm chậm tốc độ tiến công của lữ đoàn xe tăng số 5 Nga. Mặc dù vậy, lực lượng Moscow đang tiến về phía trước từng ngày qua một số ngôi nhà trên khu vực đường Tesenchanaya và Stebovaya, từng chút một tiến xa hơn về phía Bắc trong ranh giới của ngôi làng. Trong khi đó, theo kênh Ostasko, về hướng Kharkov, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. Nhà báo quân sự Yuri Podolyaka nhấn mạnh, trên hướng Kharkov ở Volchan và Lipsy, quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực phản công của lực lượng Kiev. Ukraine cố gắng làm điều gì đó, nhưng phần lớn đều nhận tổn thất. Pháo binh Nga bắn rất chính xác. Vị chuyên gia nhận định, tình hình đã thay đổi rất nhiều trong năm qua. Một năm trước, lực lượng Kiev đã có cơ hội thực sự. Bây giờ nếu họ thành công về mặt chiến thuật, thì đây là mức tối đa họ có thể đạt được. Dựa trên ngày đầu tiên, có vẻ như họ thậm chí không đủ sức để đẩy quân đội Nga ra khỏi phần phía bắc của Volchan. Chuyên gia Podolyaka lưu ý, nhưng họ đang tiêu hao nguồn quân dự bị ở đây. Và thật tệ, nguồn dự bị là thứ tốt nhất mà họ còn lại. Điều này sẽ quay trở lại ám ảnh họ. Theo thông tin tờ RIA Novosti, kênh Telegram của văn phòng thị trường Benkorod, mối đe dọa tên lửa đã được công bố tại Benkorod, quận Benkorodsky, quận Sebekino và Sebekinsky vào lúc 3 giờ 11 phút. Khoảng 20 phút sau, vào lúc 7 giờ 31 phút, báo động phòng không đã được hủy bỏ. Chính quyền Benkorod cảnh báo, chú ý, thành phố Benkorod và quận Benkorod, quận nội thành Sebekinsky, thành phố Sebekino, nguy cơ tên lửa đã bị hủy bỏ. Kênh Ritovka cho biết, cuộc chiến tại mặt trận Kharkov vẫn diễn ra dữ dội. Quân đội Ukraine không ngừng tung các đơn vị dự bị vào phản công, nhưng có vẻ như băng chuyền đáng sợ đã được thiết lập cho lực lượng Kiev tại Volchan. Không có dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ phản công tại Volchan. Bộ chỉ huy của Kiev tiếp tục dồn lực lượng để giữ thành phố bằng mọi giá. Tình huống tương tự như những gì đã xảy ra tại Bakhmut, Avdiivka và Mariinka. Quân đội Nga tiếp tục tấn công ở phía tây Ocheretino, chính thức giành quyền kiểm soát khu định cư Umansky. Tại khu vực Sukhon, ở phía tây Ocheretino, quân đội Nga cũng đã di chuyển. Các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine đã không thể thay đổi tình hình theo hướng có lợi. Theo hướng Kubian, lực lượng Moscow đang chuyển mặt trận về phía tây, phản công tại Stepova và Novoselovka. Tại Avdiivka, Umanskoye đã sụp đổ. Việc kiểm soát thành phố này chỉ được Bộ Quốc phòng Nga công bố chính thức sau khi hoàn toàn đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu định cư. Ngoài ra còn có một cuộc tiến công của quân đội Nga về phía nam Novomikhailovka, nơi họ đã tiến về phía trước khoảng 1 km. Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc tấn công lớn của Nga đã bắt đầu trở lại. Ukraine tiếp tục lún sâu hơn vào thế phòng thủ. Theo hướng Sivers, quân đội Nga đã có thể tiến dọc theo đường ray và củng cố các vị trí phòng thủ. Tại Chasovka, lực lượng Moscow ào ạt vượt qua con kênh ở phía bắc tiểu quận Kanan và triển khai thành công bộ binh. Một đoạn video cũng xác nhận rằng các binh sĩ Nga đã kiểm soát được vị trí tại làng Novoalexandrivka. Theo hướng Uleda, lực lượng Moscow đã đạt được những thành tựu về lãnh thổ. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tổng hợp của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6 cho biết, trên hướng Bobrovsky diễn ra nhiều cuộc đụng độ quân sự nhất trong ngày. Quân phòng thủ đang đẩy lùi nỗ lực đột phá của Nga. Báo cáo cho biết, trong 24 giờ, 60 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra. Trong ngày, Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa và 33 cuộc không kích sử dụng 46 bom KAB, đồng thời sử dụng 351 UAV.
đối phương đã thực hiện gần 2.500 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí. Bộ Tổng tham mưu khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Siversky, Kramatorsk, Pokrovsky, Kurakhovsky, Vremovsky, Orekhov, Dnipro. Ở các hướng khác, tình hình không có thay đổi đáng kể. Theo báo cáo, từ đầu ngày, các đơn vị hàng không, tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công 18 khu vực tập trung quân, 2 điểm kiểm soát, 3 hệ thống pháo binh, 2 hệ thống phòng không và 1 trạm tác chiến điện tử của Nga. Trong khi đó, sáng ngày 3 tháng 6, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời khu vực Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, đêm ngày 2 tháng 6, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng UAV nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy một UAV của Ukraine trên lãnh thổ vùng Belgorod. Chiến trường Ukraine đã trở thành thỏi nam châm thu hút chiến binh từ khắp nơi trên thế giới. Sau hơn 2 năm chiến đấu sát khổ, nhiều người đã phải từ bỏ ước mơ hoặc đã ngã xuống. Quân đoàn quốc tế Ukraine được thành lập năm 2022 để chào đón những người nước ngoài mong muốn tham gia cuộc chiến chống lại lực lượng Nga. Mặc dù Ukraine tuyên bố có 20.000 người đăng ký, các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể chỉ khoảng 4.000 người. Đến năm 2024, sau hơn một năm chiến đấu khắc nghiệt với tỷ lệ thương vong cao, quân đoàn quốc tế Ukraine đã suy yếu đáng kể. Vài ngày sau khi xung đột với Nga bùng nổ năm 2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người nước ngoài đến Ukraine tham chiến vì hòa bình và dân chủ. Quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine, ILDU, được thành lập sau lời kêu gọi này. Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky tại Đại sứ quán Ukraine ở Anh. Nhiều người đã xếp hàng để đăng ký tham gia ILDU. Quân đoàn này bao gồm cả những người có kinh nghiệm quân sự và những người không có kinh nghiệm. Quân đoàn được triển khai khắp các mặt trận, tham gia vào những trận chiến ác liệt nhất, khiến nhiều thành viên hy sinh. Cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến đấu ở Iraq, Carl Lawson, đã tham gia chiến đấu quanh thành phố Kharkov ở miền đông Ukraine trong 3 tháng vào mùa hè năm 2022. Ông cho biết các chiến binh đến Ukraine với nhiều động cơ khác nhau. Người cựu chiến binh tiết lộ, nhiều người trong chúng tôi ở đó vì những lý do bảo vệ nền dân chủ, nhưng rất nhiều người đến đó vì mục đích sai trái. Những người nghiện adrenaline bị kích thích, những người đang tìm kiếm một nơi trú ngụ thay thế hoặc họ gặp vấn đề cá nhân ở quê nhà. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Anh Drusy ở London từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái cũng có kết luận tương tự. Một số người tham gia chỉ để đăng hình ảnh của họ ở vùng chiến sự nhằm nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo Business Insider, những người tham gia quân đoàn quốc tế Ukraine bao gồm một nhóm hỗn hợp, các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu, những người tìm kiếm danh tiếng và những người muốn thể hiện bản thân nhưng không phù hợp với vai trò quân sự. Một số người không chịu nổi sau vài tuần tham gia. Ví dụ, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào tháng 3 năm 2022 đã đánh trúng một căn cứ gần Lviv, nơi các chiến binh nước ngoài đang ở. Phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Webster của Áo và chuyên gia của Rusi Marcos Borchesi coi đây là thời điểm bước ngoặt đối với nhiều chiến binh nước ngoài. Ban đầu, Ukraine cho biết có 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đăng ký tham gia chiến đấu. Nhưng chuyên gia Borchesi cho biết con số này là tuyên truyền thuần túy. Hồi tháng 1 năm ngoái, tờ Washington Post ước tính con số thực tế có thể lên tới gần 3.000. Bốn chuyên gia liên hệ với Rusi ước tính quân số của ILDU vào tháng 5 năm 2024 là từ 1.000 đến 2.000. Một số chiến binh nước ngoài đã gia nhập các đơn vị khác trong quân đội Ukraine, chẳng hạn như cơ quan tình báo hoặc các đơn vị đặc biệt của Ukraine như Đại đội Chosen, một đơn vị trinh sát và tấn công tình nguyện gồm các tình nguyện viên Mỹ và Australia thuộc lữ đoàn cơ giới số 59. Nhà nghiên cứu tại Đại học Barcelona, Matteo Pulisi nhận định, cơ quan tình báo Ukraine điều phối các đơn vị tình nguyện viên nước ngoài. Theo ông Pulisi, các chiến binh nước ngoài thường thương vong nhiều hơn binh lính Ukraine trong các hoạt động có mức độ rủi ro cao. Trung đội trưởng của một trung đội gồm binh sĩ nước ngoài tên Larson tự nhận. Nhiều tình nguyện viên nước ngoài, đặc biệt là những người từng chiến đấu ở những nơi như sa mạc Iraq, đã phải vật lộn để thích nghi với địa hình ở Ukraine, cũng như vũ khí được sử dụng ở đó. Vị chỉ huy trung đội trên cho biết, chúng tôi đã mất nhiều người vì máy bay không người lái. Người phát ngôn của quân đoàn quốc tế Oleksandr Sahuri cho biết, những người tham gia đến từ hơn 100 quốc gia hồi đầu năm nay. Tổng thống Zelensky đã ban hành sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ukraine được gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia. Ông cũng đề xuất một luật mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine có thể nhận quyền công dân. Theo chuyên gia Bocchesi, điều này có thể tạo ra sức hút với một số tình nguyện viên nước ngoài.
ở một số quốc gia, việc chiến đấu cho Ukraine đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quốc tịch của họ. Tại các quốc gia như Áo, Montenegro, Kosovo và Ấn Độ, việc tham gia chiến đấu cho Ukraine bị coi là bất hợp pháp. Chuyên gia Bocchesi nói, một số người sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hình sự khi trở về nước vì họ đã gia nhập một đơn vị quân sự nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Rutgers Freedom, đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson đã thừa nhận rằng các sĩ quan tài ba nhất của NATO không hài lòng với việc phương Tây thiếu một chiến lược hành động toàn diện tại Ukraine. Ông Wilkerson nhận định NATO có vấn đề với khả năng lãnh đạo. Tôi nhận ra rằng trong số những sĩ quan NATO ít nhất có giá trị gì đó đều có sự bất mãn nghiêm trọng. Họ thành thật nói rằng họ thực sự không biết chiến lược của mình là gì. Chuyên gia Wilkerson cho biết mọi động thái của phương Tây ở Ukraine chỉ nhằm mang lại lợi ích tài chính cho giới thượng lưu và đảm bảo việc Tổng thống Joe Biden tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông nhấn mạnh, tình hình chính trị trong nước cấm Tổng thống Mỹ Joe Biden làm bất cứ điều gì tương tự như những gì thường được khuyến nghị là ngừng bắn và đàm phán mang tính xây dựng. Những ngày gần đây, các chính trị gia từ các quốc gia thành viên NATO ngày càng nhiều lần lên tiếng kêu gọi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên của Điện Kremlin trước đó đã tuyên bố Moscow nhận biết rằng đã có những nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí từ Mỹ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các đại diện từ NATO rằng họ đang chơi một trò nguy hiểm khi nói về kế hoạch cho phép Kiev tấn công các mục tiêu hợp pháp sâu trong lãnh thổ Nga bằng các hệ thống tên lửa do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là vi phạm quy định, trực tiếp kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đây là một hành động đùa với lửa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Ông cũng cho rằng Mỹ và NATO không chỉ cung cấp vũ khí mà còn tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột bằng cách đào tạo nhân sự ở Anh, Đức, Ý và các quốc gia khác. Điện Kremlin tin rằng việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine không giúp ích cho các cuộc đàm phán và sẽ gây ra những hệ quả tiêu cực. Ngày 2 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị nhóm quân trung tâm đã thành công trong việc kiểm soát khu định cư Umanskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kết quả hoạt động thành công của các đơn vị nhóm quân trung tâm đã giải phóng khu định cư Umanskoye, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, các đơn vị cụm quân Bắc tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối thủ, đánh thiệt hại nhân lực và trang bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn xung kích số 92 quân đội Ukraine, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 13 tại các khu định cư Malie, Prohody, Gatice, Lipsy và Neskupnoze ở vùng Kharkov. Thông báo nêu rõ, chúng tôi đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của các đơn vị lữ đoàn cơ giới số 42, lữ đoàn tấn công đường không số 71 và 82 quân đội Ukraine trong các khu định cư Glupokoe, Lipsy và Volchan ở vùng Kharkov. Được biết, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất gồm 190 binh sĩ, 2 xe bọc thép, trong đó có một Stryker do Mỹ sản xuất, 3 xe khác và một bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không Buk. Không chỉ vậy, trong cuộc phản pháo, các pháo tự hành Bodan 155mm, pháo tự hành Krav 155mm do Ba Lan sản xuất và pháo tự hành D-20 cỡ 152mm cũng bị bắn hạ. Theo thông báo, các đơn vị nhóm quân Đông đã kiểm soát các vị trí chiến lược hơn và gây thiệt hại lớn cho lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 của quân đội Ukraine và lữ đoàn an ninh số 23 của Tổng thống Ukraine tại các khu vực Urohainoze, Staromayoskoye và Vodianoze ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Họ đã mất tới 125 binh sĩ, 1 xe tăng, 6 ô tô, 1 khẩu pháo M198 155mm sản xuất tại Mỹ và 1 pháo tự hành 155mm Krav sản xuất tại Ba Lan. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị nhóm quân Tây đã kiểm soát thành công các vị trí thuận lợi hơn và gây thiệt hại cho các lữ đoàn cơ giới số 14, 116, 77 của quân đội Ukraine và trung đoàn 40 của vệ binh quốc gia Ukraine tại khu định cư Sinkovka ở vùng Kharkov, Stenmanchovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Grigorovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bên cạnh đó, nhóm quân Tây đã đẩy lùi 3 cuộc phản công từ lữ đoàn cơ giới số 63 của Ukraine tại khu vực Chervona Dniprova ở LNR. Bản tin tuyên bố, quân đội Ukraine đã mất tới 465 binh sĩ, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe bán tải trong ngày. Trong trận phản pháo,
một khẩu AS-90 Braveheart 155mm sản xuất tại Anh, pháo tự hành MSTB 152mm và xe chiến đấu MLRS Grad cũng bị bắn hạ. Nội dung thông báo nêu rõ, hai máy bay MiG-29 của không quân Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ. Ngoài ra, 50 máy bay không người lái, 23 quả tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 quả tên lửa chiến thuật Tokamak, 3 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và tên lửa chống hạm Neptune cũng bị phá hủy. Trong 24 giờ, không quân tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã tấn công trạm radar theo dõi và phát hiện mục tiêu trên không P-18, cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, các đơn vị nhóm quân Dnipro gây thiệt hại nhân sự và trang bị của Lữ đoàn Cơ giới thứ 65, Lữ đoàn 128 Quân đội Ukraine, Lữ đoàn 15 Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 ở phía bắc làng Rapotino, cũng như ở các khu vực đông dân cư Zerepianki, Novopokrovka của vùng Zaporizhia và Antonovka ở vùng Kherson. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, thiệt hại quân đội Ukraine lên tới 70 lính, 6 ô tô, một pháo phản lực M777 155mm sản xuất tại Mỹ, một pháo tự hành MSTB 152mm, một pháo tự hành Akashiza 152mm, một pháo tự hành 122mm, pháo tự hành Gvozdika và pháo M119 105mm sản xuất tại Mỹ. Các đơn vị nhóm quân trung tâm đã gây thiệt hại cho Lữ đoàn Cơ giới số 23, 24 của quân đội Ukraine và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 109 trong các khu định cư Novgorodskoye, Evgenovka, Rozovka và Novoselovka ở DNR. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, 5 cuộc phản công từ các Lữ đoàn Cơ giới số 47, 110 và Lữ đoàn Sơn Cước số 68 của quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi tại các khu vực định cư Novoalexandrovka, Solovievo, Sokol và Novopokrovskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đối phương đã mất hơn 360 binh sĩ, 2 ô tô, một khẩu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo MSTB 152mm, 3 khẩu pháo D-30 122mm và 2 khẩu MT-12 súng chống tăng Rapier. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị nhóm quân Nam đã cải thiện vị trí dọc chiến tuyến và gây thiệt hại nặng cho Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 56, các Lữ đoàn Cơ giới số 28, 30, 93 của quân đội Ukraine và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 104 tại các khu vực Kalinin, Orekhovo, Vasilevka, Konstantinovka, Zalinianskoye và Persechatnia ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bên cạnh đó, cuộc phản công của Lữ đoàn tấn công Sơn Cước số 10 của quân đội Ukraine ở khu vực Radolovka, DNR cũng đã bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, đối thủ mất tới 290 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 ô tô. Ngoài ra, trong cuộc phản pháo, những chiếc sau bị trúng đạn, một khẩu pháo M198 155mm sản xuất tại Mỹ, một khẩu pháo kéo 155mm, FH-70 sản xuất tại Anh và 3 khẩu pháo 122mm D-30, 3 kho đạn dã chiến của quân đội Ukraine bị phá hủy trong ngày. Việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga được xem là bước tiến lớn, nhưng được cho là chưa đủ mạnh để thay đổi cục diện chiến sự hiện tại. Sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky khẩn thiết kêu gọi, Mỹ đã thay đổi quan điểm và nới lỏng lệnh cấm đối với Kiev trong việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Theo quyết định mà Tổng thống Joe Biden đưa ra vào ngày 30 tháng 5, Ukraine hiện được phép sử dụng vũ khí Mỹ để phản công nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga đang đe dọa thành phố Đông Bắc Kharkov. Tổng thống Zelensky đánh giá đây là một bước tiến quan trọng giúp lực lượng Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ tại Kharkov. Cựu thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Adam Kinzinger và cựu chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu Ben Hoget nói với CNN rằng binh sĩ Ukraine nhiều lần kể rằng lực lượng Nga tấn công, bị đẩy lùi rồi rút qua biên giới, về lãnh thổ Nga để tập hợp, dưỡng sức, lên kế hoạch rồi tiếp tục tấn công. Ukraine không thể thắng nếu tình trạng này tiếp diễn. Theo chính sách mới của Mỹ, Ukraine có thể sử dụng pháo phản lực HIMARS với rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS có tầm bắn khoảng 70km để tấn công các đội hình quân Nga tập trung gần biên giới Kharkov. Kiev cũng được phép sử dụng các tổ hợp phòng không do Mỹ cung cấp như hệ thống Patriot để bắn hạ máy bay Nga, chuẩn bị phóng tên lửa và thả bom lượn vào tỉnh Đông Bắc Ukraine. Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine ở Kiev,
Mykola Belyaev nhận định, điều này có thể giúp ổn định tiền tuyến, tạo điều kiện để Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kharkov trước khi họ củng cố vững chắc chỗ đứng chân. Cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh Philip Ingram cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Biden sẽ giúp Ukraine không phải rút nhiều lực lượng khỏi vùng Đông Bắc để phòng thủ tại Kharkov. Ông cho biết, lực lượng Nga giờ đây sẽ gặp tình thế bất lợi hơn và phải suy nghĩ kỹ về chiến thuật mà họ từng sử dụng để tấn công Kharkov. Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích quân sự không kỳ vọng về việc Ukraine được nới lỏng lệnh cấm sẽ tạo ra thay đổi lớn trên chiến trường. Một phần do Washington vẫn giữ nguyên chính sách cấm Kiev sử dụng tên lửa ATACMS. Loại đạn đạo có tầm bắn 300 km có thể được phóng bằng pháo HIMARS để tấn công mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Nhà phân tích tài viện nghiên cứu chiến tranh IFW có trụ sở tại Washington, Katerina Stepanenko cho rằng điều này khiến Ukraine không thể tiếp cận nhiều khu vực tập kết và ẩn náu của binh sĩ Nga. Bà Stepanenko cho biết, chính sách của Mỹ vẫn giữ cho hậu phương Nga an toàn, nhưng thay đổi ở khu vực Kharkov chưa đủ để tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến. Ukraine đặc biệt cần năng lực tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để loại bỏ các mối đe dọa, bởi nhiều vị trí hỗ trợ Nga tấn công Ukraine nằm ngoài tầm bắn của rocket GMLRS. Nhà nghiên cứu tại Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IESS có trụ sở tại Anh, Fra Stefan Gadi cho rằng, với rocket GMLRS, Ukraine chỉ có thể tấn công một số sở chỉ huy và đội hình Nga gần biên giới, làm giảm khả năng Nga phát động chiến dịch vào Kharkov, nhưng không thể chặn đứng đà tấn công của đối phương. Nga cũng có thể tăng cường các biện pháp tác chiến điện tử để đối phó với rocket Mỹ. Ông cho biết, chúng ta cần phải thực tế trong kỳ vọng từ sự thay đổi chính sách này, do lực lượng Nga đã quen đối phó với các hệ thống rocket dẫn đường của Mỹ. Trong khi đó, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu Mateo Bolegue đánh giá, Ukraine hiện có thể đẩy lùi các đợt tấn công của Nga một cách hiệu quả hơn, nhưng cũng thừa nhận không phải là yếu tố thay đổi của trời. Chuyên gia Bolegue nói, giống như các biện pháp bổ sung, chặt kinh tế giúp Ukraine tăng cường phòng vệ. Trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang, thậm chí là xung đột hạt nhân nếu phương Tây cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng những vũ khí này. Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Putin đã nhắc đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những quốc gia nhỏ có mật độ dân số cao ở châu Âu, ám chỉ khả năng Nga sẽ phản công bằng vũ khí hạt nhân. Trước đó, ông cũng đã phát tín hiệu rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine. Chuyên gia Stepanenko nói, những thông tin này nhằm ngăn chặn phương Tây cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các đợt tấn công của Nga vào Kharkov. Ông Stepanenko cho biết, Nga từng đưa ra cảnh báo tương tự khi Anh cung cấp tên lửa tầm xa Storm ra đầu cho Ukraine, nhưng cả Kiev và London đều phớt lờ. Ukraine sau đó đã nhiều lần sử dụng tên lửa Storm ra đầu để tấn công bán đảo Crimea và các khu vực do Nga kiểm soát ở Donbass. Chuyên gia Stepanenko nhận định, Điện Kremlin coi đòn tập kích vào Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là tấn công vào Nga, nhưng thực tế cho thấy Moscow có rất ít lựa chọn để leo thang hơn nữa mà không gây ra nguy cơ lớn. Tuy nhiên, theo chuyên gia Zhen Junju tại Trung tâm Nghiên cứu về Nga thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải, Trung Quốc, lưu ý rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga sẽ làm xung đột leo thang hơn nữa và khiến đàm phán hòa bình trở nên khó khả thi. Theo chuyên gia Zhen, tình hình chiến trường hiện đang có lợi cho Nga và phương Tây không muốn đàm phán hòa bình diễn ra trong tình hình này. Vì chuyên gia cũng cho rằng việc Mỹ bật đèn xanh có thể giúp Ukraine thay đổi tình thế vì Kiev không đủ binh sĩ để giành được ưu thế trên chiến trường. Chia sẻ với TASS, chuyên gia Hiền cho biết, việc sử dụng vũ khí phương Tây tập kích Nga mang ý nghĩa nhiều hơn về mặt tuyên truyền. Ngày 2 tháng 6, truyền thông nhà nước Iran cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tehran để lên tiếng phản đối tuyên bố của Trung Quốc và UAE liên quan đến ba hòn đảo tranh chấp. Cả Iran và UAE đều tuyên bố chủ quyền đối với ba hòn đảo Abu Musa, Greater và Lizertun. Tuy nhiên, Iran đã tiến hành quản lý những đảo này từ năm 1971. Chỉ một thời gian ngắn trước khi Bảy Tiểu Vương quốc Vùng Vịnh đạt được sự độc lập hoàn toàn khỏi Anh và thành lập UAE, UAE hiện đang là đồng minh của Mỹ. Truyền thông nhà nước của Iran tuyên bố, phản đối của Iran về việc Trung Quốc ủng hộ những tuyên bố vô căn cứ trong tuyên bố chung giữa UAE và Trung Quốc đã được bày tỏ với Đại sứ Trung Quốc tại Tehran, Công Pegu. Truyền thông nhà nước của Iran cũng nói thêm, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng ba hòn đảo này là một phần vĩnh cửu của đất nước và chúng tôi mong Trung Quốc sẽ sửa đổi quan điểm của mình về vấn đề này. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Iran trong thập kỷ qua.
đặc biệt là trong lĩnh vực mua bán dầu mỏ. Từ tháng 4 năm nay, nắng nóng do biến đổi khí hậu đã đạt đến mức nguy hiểm ở Ấn Độ và một số quốc gia châu Á khác. Nhiều thành phố, bao gồm cả thủ đô New Delhi, từng ghi nhận nhiệt độ lên tới gần 50 độ C, buộc chính quyền địa phương phải cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài và đóng cửa trường học tại một số bang. Giờ đây, những người vô gia cư ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải vật lộn để sinh tồn trong nắng nóng kéo dài. Cái nóng như thiêu đốt những con đường bê tông khiến nhiều người không có chỗ ngủ vào ban đêm. Cô Nasema, 30 tuổi, sống cùng chồng trên những con phố gần Jangpura ở New Delhi, chia sẻ: "Mặt trời như lửa, chúng tôi không thể sống trên đường phố. Nơi trú ẩn duy nhất của chúng tôi là màn chống muỗi, giúp chúng tôi tránh được côn trùng nhưng không tránh được cái nóng." Nasema tuyệt vọng cho biết cô phải dùng quạt bằng bìa cát tông để làm mát cho cậu con trai 1 tuổi ngủ qua đêm. Cô nói: "Cậu bé liên tục thức giấc vì nóng, tôi cũng không thể ngủ được vì sợ chuột. Tôi rất sợ chuột, sợ chúng có thể cắn con trai tôi." Với nhiệt độ hàng ngày tăng vọt lên hơn 47 độ C, những người vô gia cư ở Delhi như cô Nasema khó có thể ngủ đủ giấc. Theo một số ước tính, có khoảng từ 200.000 đến 250.000 người không có nơi trú ẩn tại thủ đô Ấn Độ. Trong khi đó, Hội đồng Cải thiện nơi trú ẩn đô thị Delhi quản lý 195 nơi trú ẩn với tổng sức chứa 16.675 giường, thấp hơn nhiều so với số người vô gia cư ước tính. Mặc dù nhu cầu về nơi trú ẩn rất cấp thiết, nhưng việc hội đồng phá dỡ 8 ngôi nhà trú ẩn vào tháng 3 năm ngoái đã khiến nhiều người không có nơi ở. Một số người cho rằng cuộc khủng hoảng này còn trầm trọng hơn do tình trạng trục xuất, cưỡng chế phá dỡ các khu ổ chuột và nhà ở đang diễn ra. Anh Afzan Khan, người cha vô gia cư của đứa con 6 tuổi, đã chứng kiến ngôi nhà tồi tàn của mình bị san phẳng hồi năm 2014. Việc liên tục bị cưỡng chế rời khỏi những nơi trú ẩn tạm bợ trên vỉa hè đã khiến hoàn cảnh của gia đình anh trở nên tồi tệ hơn. Anh Khan nói: "Vợ và con tôi phụ thuộc vào tôi, nhưng tôi dường như không đủ trang trải chi phí. Tôi nên đưa họ đi đâu để tránh cái nóng kéo dài này? Chúng tôi đã bị bỏ rơi, trở nên dễ bị tổn thương và không có nơi nào để sinh sống." Chính quyền Delhi đã đặt các bệnh viện trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với sự gia tăng các ca bệnh liên quan đến nhiệt độ cao. Ông Sip Dhayan là thợ sửa ống nước 45 tuổi, được đưa vào khoa sốc nhiệt của bệnh viện Ram Manohar Lohia sau khi ngã gục khi đang làm việc ngoài trời. Dhayan cho biết ông đột nhiên cảm thấy run rẩy tay chân và rơi vào bất tỉnh. Ông chia sẻ: "Tôi không còn chút sức lực nào trong cơ thể." Trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện Ram Manohar Lohia, bác sĩ Sema Balakrishna Wasnik cho biết bệnh viện thường ghi nhận các trường hợp bệnh nhân sốt cao, say nắng, mất nước và sốc nhiệt. Bà nói: "Bệnh viện đã hướng dẫn những bệnh nhân này đến khu vực đó, được chỉ định để ổn định trước khi chuyển họ đến khoa sốc nhiệt để theo dõi thêm." Tình cảnh cùng cực của những người vô gia cư ở Delhi trong đợt nắng nóng hiện nay là lời nhắc nhở rõ ràng về nguy cơ dễ tổn thương của các cộng đồng thiểu số. Những nỗ lực cung cấp nơi trú ẩn và chăm sóc sức khỏe vẫn chưa đủ, khiến nhiều người phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết. Trong khi đó, các dự báo cho thấy nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên. Theo báo cáo năm 2021 của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. Các bệnh liên quan đến sốc nhiệt đã tăng lên trong những tuần gần đây. Các khoa cấp cứu và ngoại trú của Bệnh viện Delhi báo cáo số bệnh nhân tăng từ 10 đến 15% và thủ đô của Ấn Độ đã ghi nhận một ca không qua khỏi do sốc nhiệt. Khi cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng tăng lên, chính quyền đã phải chịu áp lực ưu tiên bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Các quy định về nơi trú ẩn cho người vô gia cư do chính phủ điều hành đã được đưa vào kế hoạch hành động chống nóng mùa hè của chính quyền Delhi, vừa được công bố hồi tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, các nhà khoa học xã hội cho rằng những nơi trú ẩn này quá đông đúc và gần như không thể sinh sống. Bà Sunil Akledia là nhà hoạt động vì quyền của người vô gia cư, giám đốc điều hành tại Trung tâm Phát triển Toàn diện cho biết: "Những người vô gia cư sống trong các nơi trú ẩn của chính phủ thích ngủ ngoài trời bởi những nơi trú ẩn này thiếu các tiện nghi cơ bản, các công trình xuống cấp và vệ sinh kém. Nhiều người thậm chí không cảm thấy an toàn khi ở trong đó, và trong thời tiết nắng nóng, việc ngủ ở những nơi trú ẩn này là điều không thể chịu đựng nổi." Trong khi đó, Tổng thư ký của Công đoàn Công nhân nhà tạm trú Delhi, ông Vicky Sharma, chỉ trích việc phá dỡ các khu nhà ổ chuột. Ông Sharma, người từng trải qua tình trạng vô gia cư, đã chỉ ra sự chênh lệch tại khu trú ẩn Geta Konoli, nơi có sức chứa 500 người nhưng dự kiến sẽ chứa tới 65.000 người. Câu chuyện của anh Muhammad Akhlaq là lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà nhiều người nghèo Ấn Độ phải đối mặt trong những tháng mùa hè khắc nghiệt. Người đàn ông 30 tuổi này đã rời quê hương Binor ở Uttar Pradesh khi mới 13 tuổi và đến Delhi để làm họa sĩ. Akhlaq, vợ và con trai nhỏ của anh thấy mình đang phải sống trên một lối đi bộ trên đường Mathura sau khi ngôi nhà của họ bị phá hủy. Anh Akhlaq nói: "Tất cả khu ổ chuột của chúng tôi đã bị chính quyền phá dỡ thành đống đổ nát. 50 gia đình khác cũng không có nơi ở.
Giờ đây, chúng tôi là những người vô gia cư, không có nhà cửa hay thậm chí là quạt. Nơi ở duy nhất của chúng tôi là một cái cây. Đây cũng là nơi chúng tôi ngủ vào ban đêm.